quý khán giả đón xem chương trình Thần Tài Gõ Cửa, một chương trình truyền hình đặc biệt giúp vốn cho những người khuyết tật nhưng giàu ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Chương trình có sự tham gia của các diễn viên hài thành phố Hồ Chí Minh như Đình Toàn, Hoa Nam, Công Linh, Phi Phụng, Quốc Cường, Ngọc Tử. Thần Tài Gõ Cửa, một chương trình truyền hình mới mang nhiều ý nghĩa nhân dân, vui nhộn và hấp dẫn, phát sóng vào lúc 20 giờ thứ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình 951. Mời quý khán giả chú ý đón xem và đóng góp ý kiến cho chương trình. Điều Bộ hân hạnh đồng tài trợ chương trình.